đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Phan Địch Lệ nhiệt ba phản đối thần tượng thành đôi với Trần Triết Viễn. Sau cuộc chiến tranh phim giữa Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn couple được ủng hộ nhất phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, tên mới, Tiên Kiếm 4. Với sự tham gia diễn xuất của Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn đã chính thức lên sóng vào ngày 17 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, hiệu quả chiếu của phim không quá lạc quan, không chỉ bởi vướng phải ồn ào, xé phiên vị giữa Trần Triết Viễn, Cúc Tịnh Y mà còn đụng độ hai đối thủ nặng ký là Muốn Mãi Mãi Yêu, Dương Tử, Phạm Thừa Thừa và Kỳ Kim Triêu, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 của Hứa Khải, Ngô Thư Hân. Theo lẽ thường tình, khi một dự án lên sóng, dân tình sẽ đẩy thuyền nam chính, nữ chính, nhưng tới lượt Tiên Kiếm 4, mọi thứ khác biệt hoàn toàn. Thay vì ship với Trần Triết Viễn, khán giả lại tích cực đu couple nữ chính Hàn Lan Sa, Cúc Tịnh Y cùng nam thứ mộ Dung Tử Anh, Mao Tử Tuấn. Siêu thoại couple Tử Sa còn lọt hẳn vào top 2 siêu thoại nhân vật hot nhất thời điểm hiện tại. Siêu thoại hay Super Topic, tạm hiểu là những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao. Một số bình luận của cư dân mạng, không ấy sửa kịch bản cho nữ chính về với nam thứ được không, có khi lại hút view hơn đó. Đang đu couple này, nếu tập cuối nam chính về với nữ phụ thì xin hãy cho nữ chính và nam thứ của tôi kết que, open ending, kết mở, được không ạ? Mao Tử Tuấn gia nhập làng giải trí đã 15 năm, từ năm 2009 nhưng đến nay anh vẫn chưa thể bật lên được hàng sao lớn CBiz, dù ngoại hình và diễn xuất đều thuộc hàng cực phẩm. Nam diễn viên 8X từng góp mặt trong nhiều dự án phim như Tru Tiên Thanh Vân Chí, Đại Đường Vinh Diệu, Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Long Châu Truyền Kỳ, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ, Họa Bì Hai. Có thể thấy, Tiên Kiếm 4 của Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y sau khi lên sóng, ngoài lùng xùm phiên vị, phim khiến khán giả ngán ngẩm vì chất lượng tệ, không như kỳ vọng ban đầu. Theo đó, tình hình sự nghiệp của Trần Triết Viễn cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Netizen cho rằng nam diễn viên dù được EQEE nâng đỡ hết mình, nắm trong tay nhiều bộ đại IP nhưng mãi vẫn không thể vươn lên hàng sao hạng A, ra mắt gần 10 năm. Thể loại phim Trần Triết Viễn từng đóng vô cùng đa dạng như Tuyệt Đại Song Kiêu, Võ Hiệp, Sát Phá Lan, Đam Mỹ, Tiên Kiếm 4, Tiên Hiệp, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Ngôn Tình Hiện Đại, Đêm Tối và Bình Minh, Dân Quốc. Mới đây trên mạng xã hội Weibo cũng đã xuất hiện tin tức Địch Lệ nhiệt ba và Trần Triết Viễn sẽ tham gia phim truyền hình Đất Xanh Sinh Cú, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Được biết, đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Vĩ Ngư, đề tài đô thị, Huyền Ngư, dự kiến sẽ bắt đầu khởi quay vào tháng 3 năm 2024. Thời gian trước, phim đã định Địch Lệ nhiệt ba là nữ chính nhưng cho đến nay vẫn chưa thể khởi quay do chưa tìm được nam chính thích hợp. Trần Triết Viễn được cho là sự lựa chọn mới nhất. Tuy vậy, người hâm mộ Địch Lệ nhiệt ba dường như cũng không mấy hài lòng với bạn diễn tin đồn này của thần tượng. Sau khi thông tin trên được lan truyền, một số đại fan của Địch Lệ nhiệt ba liên tục đăng bài phản đối và tét nhà sản xuất. Tencent và studio của Địch Lệ nhiệt ba yêu cầu đổi nam chính. Người hâm mộ của Địch Lệ nhiệt ba cho rằng Trần Triết Viễn có gương mặt baby không phù hợp với thị hiếu khán giả. Ngoài ra, tuổi tác nam nữ chính trong nguyên tác không hề chênh lệch nhưng phim lại lựa chọn diễn viên không phù hợp, dễ làm mất cảm tình của khán giả. Bên cạnh đó, fan Địch Lệ nhiệt ba cũng cho rằng diễn xuất và đài từ của Trần Triết Viễn không đủ thuyết phục, không muốn nữ diễn viên phải một mình gánh cả bộ phim. Sự việc Trần Triết Viễn lùng xùm phiên vị với Cúc Tịnh Y trong Tiên Kiếm 4 thời gian gần đây cũng khiến người hâm mộ nhiệt ba lo lắng. Bởi vậy, nguyện vọng của fan là trước khi phim chính thức khởi quay, hy vọng sản xuất có thể tôn trọng ý kiến fan, lựa chọn diễn viên cẩn thận và phù hợp với dự án. Tuy vậy, cư dân mạng cho rằng nếu người hâm mộ cứ kén cá chọn canh, phản đối mãi thì người chịu thiệt chỉ là Địch Lệ nhiệt ba mà thôi. Việc phim mãi không thể khởi quay sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của nữ diễn viên. Có thể thấy Trần Triết Viễn có sự nghiệp thuận lợi hơn các đồng nghiệp cùng lứa khi được nhận vô số vai nam chính dù mới vào nghề, khả năng diễn xuất hạn chế. Bạn diễn của Hoàng Từ EQEE cũng là những tiểu hoa tốt đầu như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư. Dù xét về phương diện nào, Trần Triết Viễn cũng có khả năng trở thành sao hạng A trong thời gian ngắn. Vậy mà sau 10 năm, anh chàng vẫn chỉ nằm ở danh sách đợi bạo. Được mệnh danh là đệ nhất Mỹ Nam của Trung Quốc nhưng Thành Nghị lại bị nam phụ lấn lướt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền. Lý do phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Thành Nghị, Lý Nhất Đồng được mong chờ. Với sự thành công của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị bước đầu được công nhận là sao hot.
có khả năng gánh phim và liên tục nhận được những kịch bản đại nam chủ. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng không phải dạng vừa của mình khi lập kỷ lục mới trên mạng xã hội. Theo đó, số lượng siêu like trên siêu thoại của Thành Nghị đã vượt quá 100.000 người. Trước nam diễn viên, chỉ Đỉnh Lưu Như Tiêu Chiến mới đạt được mức độ này. Được biết, siêu thoại hay super topic gần tương tự như một group trên Facebook. Đa số mỗi ngôi sao Hoa ngữ đều sẽ có một siêu thoại chính thức để cập nhật những thông tin, hình ảnh, giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận của ngôi sao đó. Siêu like tượng trưng cho lượng fan sống tương tác mỗi ngày, chứng minh đây không phải số liệu bị giả hay bị mua. Thành tích mới này tuy không quá giá trị về mặt chuyên môn diễn xuất nhưng ngầm khẳng định giá trị thương mại cực cao của Thành Nghị. Với lượng fan đông đảo, nam diễn viên có thể ký được những hợp đồng quảng cáo xa xỉ hay nhận các kịch bản chất lượng, có phiên vị cao. Sau Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang bận rộn quay dự án phim mới là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền Thiên. Với những hình ảnh mới được đoàn phim leak ra, netizen vô cùng mong chờ đây sẽ là bộ phim hot tiếp theo trong sự nghiệp Thành Nghị, giúp nam diễn viên chính thức bước vào hàng Đỉnh Lưu Như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Trái ngược với nhiều dự án khác, đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương khá kín tiếng. Những khoảnh khắc, tạo hình diễn viên trên trường quay rò rỉ ra ngoài khá ít, thậm chí, lễ khai máy cũng được làm trong im lặng. Song, cũng có thể vì vậy mà mỗi khi xuất hiện hình ảnh liên quan tới phim, đều thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mới đây, sau khi tạo hình Thành Nghị bịt giải mắt đen, mặc một bộ trang phục đồng màu được tiết lộ, có netizen cho rằng Thành Nghị dù vẫn đẹp trai, hết nước chấm, nhưng so với tạo hình nam phụ Quách Tuấn Thần thì họ lại có cảm giác ấn tượng và hút mắt hơn. Một phần nguyên nhân có thể họ đã nhìn quen tạo hình này của Thành Nghị nên độ hào hứng cũng giảm đi phần nào. Trước đó, ở một phân cảnh khác của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền, Thành Nghị cũng có tạo hình tương tự, chỉ khác là giải bịt mắt và trang phục anh mặc màu trắng. Quách Tuấn Thần không phải là cái tên quá đổi xa lạ với các mọc phim Hoa ngữ, tuy nhiên, mức độ nổi tiếng của anh chỉ tầm trung, cũng không phải sao lưu lượng trong giới. Một số tác phẩm nam diễn viên từng góp mặt như Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Thiếu Niên Phái, Xin Chào Ngày Hôm Qua, Hoa Nhung. Nói thêm về Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền, đây là phần cuối cùng được chuyển thể trong bộ hệ liệt truyện tranh cùng tên. Trước đó, phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch, Cung Tuấn và Trúc Nghiệp Thiên, Lưu Thi Thi, Trương Vân Long đã ghi hình xong, chỉ chờ ngày lên sóng. Cốt truyện của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền được nhận xét là khá hấp dẫn, lôi cuốn. Còn có sự góp mặt của cặp sao chất lượng là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng. Việc có sự góp mặt của hai ngôi sao nổi tiếng về thực lực của màn ảnh Hoa ngữ cũng phần nào khiến khán giả yên tâm hơn về chất lượng của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền. Sau thành công của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị không chỉ thu hút một lượng lớn người hâm mộ mà còn khẳng định anh là một trong những sao nam thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Còn nhớ, bộ phim Liên Hoa Lâu mà anh đóng chính được chấm điểm đao bần khá cao. Ngoài ra, anh còn được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất. Chính vì thế, từ sức hút của Liên Hoa Lâu mà không chỉ Thành Nghị mà Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền cũng được hưởng lợi khi không ít khán giả kỳ vọng nam tài tử sẽ tạo nên cơn sốt cho tác phẩm này. Chỉ là khách mời, Vương Nhất Bác gánh nhiệt cho cả đêm chung kết Street Dancer 6, khiến sân khấu đêm chung kết Street Dancer bùng nổ. Màn trình diễn hip hop của Vương Nhất Bác làm bùng nổ đêm chung kết Street Dancer China 6. Dù chỉ là khách mời nhưng Vương Nhất Bác đã chiếm lĩnh bảng hot mạng xã hội Weibo xứ Trung sau khi xuất hiện tại đêm chung kết Street Dancer of China 6. Một loạt chủ đề liên quan tới Vương Nhất Bác được người hâm mộ của anh và cư dân mạng thảo luận sôi nổi như hàm ý vàng trong nụ cười của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác muốn kẹo. Sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác khi xuất hiện, cốc uống nước của Vương Nhất Bác là màu cổ vũ, Vương Nhất Bác buộc dây giày trên eo, Vương Nhất Bác tuần tra cánh đồng rau mùi, áo hoodie màu cam của Vương Nhất Bác, Đinh Trình Hâm đua idol Vương Nhất Bác thành công, Vương Nhất Bác hip hop forever. Được biết, sau hai mùa làm đội trưởng Street Dancer China, tới mùa thứ 6, Vương Nhất Bác quay trở lại đêm chung kết chương trình trong vai trò khách mời. Anh cùng với team của mình đã mang tới phần trình diễn hip hop forever mạnh mẽ, siêu mãn nhãn và cực kỳ bùng nổ. Ngoài ra, người hâm mộ Vương Nhất Bác cũng phủ xanh các khán đài Street Dancer để cổ vũ cho thần tượng. Được biết, giá vé của đêm chung kết Street Dancer of China 6 dao động từ 1.000 đến 10.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, do địa điểm tổ chức tại Macau sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí về visa, khách sạn, vé máy bay. Dù vậy, người hâm mộ của Vương Nhất Bác vẫn có mặt rất đông để cổ vũ cho anh bằng biển đèn màu xanh lá, màu tiếp ứng fandom Vương Nhất Bác. Có thể thấy,
Phan Vương Nhất Bác không chỉ đông đảo mà còn vô cùng chịu chi vì thần tượng. Vương Nhất Bác dù thường khá lạnh lùng nhưng cũng không thể ngăn nổi nụ cười khi thấy biển xanh sáng lên vì mình. Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn tỏ ra bất ngờ khi nhạc phim nhiệt liệt do anh đóng chính vang lên trong phần battle cuối cùng của các tuyển thủ. Ban tổ chức chương trình Sip Dancer China đã rất sáng suốt khi mời Vương Nhất Bác tới chung kết để anh gánh nhiệt cho cả đêm chung kết. Vương Nhất Bác, sinh năm 1997, là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua mô tô chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc Nam Hàn Quốc, Trung Quốc UNEQ trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng. Năm 2018, anh đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên vũ đạo trong chương trình Sống Còn Thực Tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ sáng tạo 101 và tham gia bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh, cùng với bạn diễn Tiêu Chiến. Sau Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Hiện nay, cả hai đều là đỉnh lưu của làng giải trí xứ Trung và hiện tại có hướng phát triển khác nhau. Sau thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác không tiếp tục với dòng phim này mà thử sức với những dạng vai khác nhau. Năm 2020, anh sánh đôi cùng đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ và cũng thu hút được một lượng fan mới. Hiện tại, Vương Nhất Bác đang gây chú ý khi chuyển sang đóng các phim điện ảnh cùng với các diễn viên kỳ cựu. Tiêu Chiến lập kỷ lục rating khủng, Dương Tử bất ngờ bị réo tên. Đặng Vi đụng độ cảnh diễn huyền thoại của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh, Ai Đẹp Hơn Ai, Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến có rating ấn tượng dù chỉ chiếu lại trên đài CCTV. Đối với các diễn viên, ngoài nhan sắc hay độ nhận diện, rating phim vẫn là phương diện vô cùng quan trọng. Chỉ số người xem không chỉ là minh chứng cho danh tiếng mà còn cả thực lực của dàn diễn viên đó. Mới đây, Tiêu Chiến khiến netizen phải bất ngờ khi có thành tích phim cực tốt trên đài quốc gia. Theo thống kê, rating của Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng chính vẫn vượt mốc 1% sau khi chiếu tập 1 trên khung giờ thứ hoàng của CCTV8. Cũng là lần thứ 4 chiếu trên CCTV8 và lần thứ 15 chiếu ở tất cả các đài. Đây quả thực là con số ấn tượng đối với một diễn viên tay ngang, không qua trường lớp đào tạo bài bản như Tiêu Chiến. Được biết, đây là thành tích không phải bộ phim nào cũng làm được. Phim Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vừa lên sóng đài Giang Tô chỉ cán mốc 0.3%, con số khá khiêm tốn so với Vùng Biển Trong Mơ Ấy Mơ Ấy. Bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến. Dù có thể đi theo đường lưu lượng, là một diễn viên giải trí nhưng nam nghệ sĩ vẫn quyết định trau dồi diễn xuất, dùng thực lực và tác phẩm chất lượng để giữ chân người hâm mộ. Sắp tới, Tiêu Chiến sẽ có dự án phim Anh Hùng Xạ Điêu chuẩn bị ra rạp. Đồng thời nam đỉnh lưu cũng đang quay Tàn Hải Truyện tại Hoành Điềm, được dự đoán sẽ trở thành phim bạo khoản, ăn khách tiếp theo trong sự nghiệp nam diễn viên. Không chỉ đạt thành tích tốt với phim chính kịch Vùng Biển Trong Mơ Ấy, mà bộ phim đưa Tiêu Chiến lên hàng đỉnh lưu Trần Tình Lệnh mới đây cũng được réo tên chỉ vì cảnh Đặng Vi thổi sáo trong phim mới khiến khán giả nhớ tới khoảnh khắc kinh điển tương tự của Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến ở Trần Tình Lệnh. Sau thành công vang dội của Trường Tương Tư, một trong những diễn viên được hưởng lợi nhiều nhất chắc chắn phải kể đến Đặng Vi. Tên tuổi của anh không chỉ đến gần hơn với khán giả mà tài nguyên cũng được thăng cấp, có vai diễn chính đầu tay kể từ khi làm nghề tới giờ. Bộ tiên hiệp cổ trang Tiên Đài Hữu Thụ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đã khai máy vào giữa tháng 10 năm 2023 tại phim trường Hoành Điếm. Mặc dù không phải phim có vốn đầu tư quá khủng, nữ chính Hướng Hàm Chi cùng dàn cast cũng không quá nổi, nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của Đặng Vi trong vai trò nam chính đã thu hút chú ý từ khán giả hơn bao giờ hết. Những đề tài, bài viết trên mạng xã hội đều được thảo luận tương đối rôm rã. Khoảnh khắc Đặng Vi thổi sáo được rò rỉ trên mạng nhiều giờ vừa qua đang khiến cả cộng đồng netizen xôn xao. Bằng một cách ngẫu nhiên, không hẹn mà gặp, hình ảnh này đã làm mọi người nhớ tới phân cảnh kinh điển Tiêu Chiến, Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh thổi sáo ngày trước. Lẽ dĩ nhiên sẽ không tránh được cảnh bị đặt lên bàn cân so sánh. Song, phần lớn người dùng mạng đều thiên về hướng dĩ hòa vi quý, cho rằng Đặng Vi hay Tiêu Chiến đều có nét đẹp và sự cuốn hút riêng. Cùng một động tác nhưng đặt trong bối cảnh khác nhau cũng đã mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Thế nên, việc so sánh, phân thắng thua là điều dư thừa. Thời điểm nhận đóng Tiên Đài Hữu Thụ, Đặng Vi đã phải đối diện với nhiều áp lực đến phía cư dân mạng lẫn người hâm mộ. Bởi lẽ, nguyên tắc gốc vướng phải vô số tranh cãi vì tình tiết câu chuyện sư đồ luyến vừa cũ rích, vừa nhàm chán, đã vậy còn đặc biệt, cẩu huyết. Thế nên, khi trên mạng rộ lên đồn đoán Bạch Kính Đình đang cân nhắc Tiên Đài Hữu Thụ, fan đã cực lực phản đối. Nói thêm về Tiên Đài Hữu Thụ, phim do đạo diễn Doãn Đào, Trường Phong Độ, Thả Thí Thiên Hạ, Cầm Trịch, đồng thời phim được chấp bút bởi biên kịch Lưu Phương, tác phẩm tiêu biểu,
Liên Hoa Lâu, Lưu Ly Mỹ Nhân Sắc.